Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Tuấn Lưu Organ, một kênh YouTube chuyên biệt hướng dẫn học đàn organ miễn phí cho mọi lứa tuổi ở mọi trình độ khác nhau. Trong video này tôi hướng dẫn quý vị solo trên đàn organ một bài hát rất hay của nhạc sĩ Phó Đức Phương, ca khúc mang tựa đề Về Quê. Đã có một cái video tôi giới thiệu về cách đệm organ cho ca khúc này, và hôm nay cái video này tôi sẽ giới thiệu với quý vị cách chơi solo giai điệu để quý vị chơi trên cây đàn nhà quý vị, cái giai điệu nó rất là hay. Đầu tiên quý vị cần chuẩn bị những thứ như sau. Đó là chúng ta sẽ lấy một tiết tấu trên đàn organ. Hiện tại tôi đang hướng dẫn quý vị trên cây đàn SX900. Thì nếu như quý vị nào có đàn SX700 và SX900 và quý vị đã mua cái bộ CML của Tuấn Lưu Organ ấy, thì quý vị vào cái phần style, quý vị chọn cho tôi ở cái page 2, chọn cái tiết tấu là 3 lát 1 quý vị nhé. Cái tiết tấu này rất là hay. Đó, nghe nó rất là tình cảm, mà cái tiết tấu nó rất là đầy đặn, nó hợp với ca khúc của Việt Nam, các cái bài hát trữ tình. Đó là phần style tiết tấu, và tốc độ chúng ta sẽ để ở 65. Còn nếu như quý vị nào mà dùng những cái đàn organ đời khác, quý vị cũng có thể lấy tạm một tiết tấu 3 lát nào đó mà quý vị cảm thấy hợp lý và tâm đắc, và để tempo là 65. Sau đó quý vị lấy một cái phần tiếng. Thì nếu như quý vị dùng những cái đàn SX700, SX900 thì bộ CML giống như của tôi đang dùng là tiếng dân tộc. Đấy, thì cái tiếng sáo flute này lấy rất là hay. Thì chúng ta lấy một tiếng sáo, hoặc nếu quý vị không có cái bộ CML của đàn này, quý vị có thể dùng một tiếng sáo piccolo nào đó ở trên đàn cũng được. Ok. Hoặc là một cái tiếng bất kỳ nào đó mà quý vị thích. Rồi, tiếp theo, như quý vị đang theo dõi trên màn hình, cái bản nhạc này tôi đã có cái phần nốt nhạc. Và điều đặc biệt hơn là ghi ở dưới là không phải lời hát mà là cái tên của nốt. Rê, 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 đô, la, sòn, la. Đó, để quý vị làm quen. Quý vị nào mới tập, quý vị có thể nhìn vào đấy, quý vị đọc nốt. Và quý vị cũng là một cách để quý vị học để nhớ được nốt. Thì trên các cái nốt nhạc đó có ghi hợp âm. Thì bài này chơi ở giọng rê thứ. Quý vị lưu ý giúp tôi. Giọng rê thứ nó sẽ gồm có những hợp âm sau. Rê thứ là rê pha la. Rê pha la, 3 nốt bên tay trái. Hợp âm đô trưởng là đô mi son. Hợp âm pha trưởng là đô pha la. Sau đó là hợp âm si giáng trưởng là rê pha si giáng. Đó, lại quay về đô. Và thêm một âm nữa là la thứ là đô mi la. Hợp âm son thứ là rê son si giáng. Được chưa? Như vậy nó chỉ có một số hợp âm cơ bản thôi, là rê thứ, son thứ, la thứ, và hợp âm trưởng là pha trưởng, si giáng trưởng, đô trưởng. 6 hợp âm. 6 hợp âm trong giọng rê thứ. Tôi hướng dẫn hợp âm rất là đơn giản. Thì quý vị lưu ý hợp âm nằm ở trên nốt nào thì đến đúng nốt đó chúng ta sẽ bấm hợp âm. Ví dụ. Đó, biết không? Rê, 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 đô, la. Rê thứ, rê, đô, la, sòn, la. Như vậy chỗ này nó chỉ có 2 ô nhịp nhưng nó 3 hợp âm. Nếu quý vị bấm được hết thì nghe nó sẽ rất là hay, quý vị nhé. Sau đây quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Bản nhạc này tôi sẽ để ở trong cái phần bản nhạc để quý vị lưu tại website của tuấnlưupiano.com. Trong cái phần bản nhạc ấy, tôi sẽ để được link ở trong cái phần mô tả của cái ca khúc này, để quý vị nếu mà muốn lấy bản nhạc, quý vị có thể tải về chụp lại màn hình của điện thoại để quý vị xem nốt nhạc cũng được. Ok, mời quý vị chúng ta cùng bắt đầu. Đầu tiên chúng ta thấy là gì? Rê, 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 đô, la, sòn, la. Đấy. Rê, 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 đô, la, sòn, la. Hợp âm là gì? Rê, rê, rê thứ này, đô trưởng, pha trưởng. Quý vị phải tập bấm hợp âm cho nó quen đi. Hợp âm bấm một lần thôi, rê thứ, đô trưởng, pha trưởng. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có hai câu: rê 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 đô la sòn la. Tiếp tục là rê 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 đô la sòn la. Như vậy hai câu lặp lại. Tiếp tục rê rê, lại lặp lại như thế. Quý vị đúng không ạ? Rồi,
Sau đó tiếp theo là gì? Son lá son rề là đô re re. Son lá son rề là đô re re, chúng ta bấm lên si giáng trưởng đấy, lá son như vậy. Chúng ta sẽ tập từng câu một, quý vị cứ tập từng câu, sau đó quý vị tự tập lại, quý vị phải ghép hợp âm. Tôi nói như này trong vòng mấy phút thì xong thôi, bởi vì tôi là người đánh nhiều năm rồi, tôi quen rồi. Nhưng với quý vị mới tập đánh thì có khi một cái dòng này thôi, quý vị cũng phải tập đi tập lại mất đến 15-20 phút. Quý vị lưu ý cái phần xếp ngón tay thì không có quy ước nào quy định ở trong bài này. Tuy nhiên, tôi vẫn nói về nguyên tắc xếp ngón tay là quá trình quý vị tập, quý vị phải xếp làm sao mà nó hợp lý, nó không bị chồng chéo lên nhau là ok. Quý vị nhé, ví dụ tôi đánh đây này, tôi có thể luồn ngón. Chứ tôi không đánh một ngón tay nhiều nốt như thế là không nên, quý vị nhé. Như vậy, sau khi hết cái phần đầu tiên, quý vị tập đi tập lại để đánh được cái đoạn đầu tiên. Đến câu tiếp theo của nó là gì? Son, 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 la, mi, à, như vậy câu tiếp theo của nó. Son, 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 la, son, là đô rê la. Ở chỗ này chúng ta thấy là cái âm hình của nó sẽ gồm có nhiều nốt lệch phải, lệch trái và chấm dứt. Quý vị tập dần, quý vị nhìn nốt nhạc sẽ quen. Tuy nhiên cái bài hát này nó rất rất là quen với giai điệu của quý vị rồi, cho nên quý vị có thể nhớ và quý vị đánh theo. Đó. La ton pa son ton. Câu tiếp theo, son 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 la mi la son la do re la re son mi 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 re do re mi re do re la Thực ra nó không khó quý vị ạ, bài này nó không khó. Tất cả các ca khúc đều không khó, bởi vì cái quan trọng là người ta lặp đi lặp lại cái giai điệu. Đấy, như vì vừa rồi tôi chơi một lượt là hết bài rồi đấy quý vị. Và cái cách tập là quý vị cứ tập đi tập lại từng câu ăn khớp vào nhau, sau đó quý vị ghép lại hợp âm. Với đàn organ là phải tập như thế, piano cũng thế, tập đi tập lại. Nhưng đàn organ nó dễ hơn đàn piano là hợp âm chỉ việc bấm thôi. Chính vì thế là đàn organ chúng ta tập sẽ dễ hơn, mà nó có phần tiết tấu nó bổ trợ, nó sẽ nghe nó cảm giác nó sẽ có dàn nhạc hơn. Vậy sau khi tập xong cái bài này rồi, quý vị lưu ý những cái chỗ mà chúng ta có cái nốt tròn ấy, nó ngân dài ấy, đó là những chỗ cho ta cho cái câu lướt. Ví dụ ở cái chỗ dòng thứ ba này. Đô rê tròn la la tròn tròn tròn. Biết không ạ? Đấy, chúng ta sẽ đón một câu vào đó. Đô rê tròn la la tròn tròn tròn. Đó, tức là cái cách khi mà chúng ta đánh để chúng ta có một cái câu lót vào đó. Thì ở những cái chỗ mà ngân dài chúng ta thường là có một câu lót như thế quý vị nhé. Một cách đơn giản nhất là chúng ta lặp lại cái câu chúng ta vừa mới đánh xong. Ví dụ là đô rê tròn la tròn phà tròn phà đô rê. Đô rê tròn la tròn phà tròn phà đô rê. Tròn 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 la. Đó, cái cách đánh là như thế. Và ở dưới cái ô nhịp sau là gì? Phà tròn la đô rê.
Đấy, chỗ này ta đánh một câu khác cũng được. Nó là một cái câu lót vào thế thôi. Đấy, phà phà toàn là đô là ta là thực ra với những cái câu lót của dân ca chúng ta có rất nhiều cách để đánh. Đó, ví dụ như thế cũng vụ đã là được. Chúng ta có thể có nhiều câu lót vào giữa những cái đoạn nghỉ đó. Miễn sao nó nghe được ra là cái màu dân ca thì chúng ta phải đánh lướt đi. Như vậy, sau khi chơi xong cả bài rồi, quý vị có thể chơi tập đi tập lại cho nó nhuần nhuyễn, và một cái sau nữa là chúng ta bắt đầu thay đổi âm sắc và chúng ta tỉa, chúng ta đánh trau chuốt hơn về âm sắc. Ví dụ. Đấy, đây 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 đô la đô la còn la. Đây là tiếng đàn tranh. Thì nếu như khi quý vị đánh không như này thì nghe cảm giác như nó hơi cứng. Chúng ta tỉa, chúng ta dùng cái band này. Thì đã có một cái video tôi nói về cách vẩy band rồi, thì nếu như quý vị nào chưa biết thì mời quý vị xem lại cái video đó. Tôi sẽ để dẫn link của cái video đó dưới cái video này trong phần mô tả, để quý vị chỉ việc kích vào là quý vị thấy ngay. Thì cái cách dùng tiếng dân tộc nó rất là quan trọng, chúng ta phải hiểu được nguyên lý của từng cái tiếng, cái nguyên tắc phát âm của từng loại nhạc cụ, để từ đó chúng ta bắt chước trên đàn organ nó thật làm sao nó giống và nó hay. Đó. Khi chúng ta đánh tất cả các tiếng ta đều vẩy. Đấy, nghe cái tiếng chúng ta vẩy cái tiếng band thì cái đàn tranh nghe sẽ rất là dễ chịu. Hoặc là nếu chúng ta theo tiếng sáo, ở đây cái sáo của tôi là sáo nó có cái độ dày 3 nấc này, nó có cái tiếng láy riêng rồi thì chúng ta không cần dùng đến band này, nhưng mà chúng ta phải chơi xử lý rất hết sức là linh hoạt. Thì cái câu này chúng ta đánh là chúng ta phải là có lúc chúng ta nhấn mạnh, lúc chúng ta nhẹ tay thôi thì nó không ra tiếng láy, nhưng mà nếu ta đánh mạnh này thì nó sẽ bị cái tiếng láy, nó sẽ nhiều quá thì nó sẽ không thể kịp thể hiện được cái tiết tấu. Chính vì thế cái sử dụng cái loại tiếng mà nó có mấy cái nấc luyến láy này chúng ta phải hết sức tinh tế và phải biết cách sử dụng nó thì đánh nghe nó mới hay. Còn nếu không nó sẽ phản tác dụng. Đó, tức là cái lực của tay chúng ta lúc mạnh lúc nhẹ. Đấy. Là thì cái câu cuối cùng thì tôi đã để nó nghe nó sẽ đầy đặn hơn. Đó, đấy là tiếng tranh này. Sáo này, nếu mà ta đánh đàn bầu cũng thế. Bầu này nó cũng có hai nấc để cái độ sâu của phím để luyến cho quý vị nhé. Nghe bầu không nhé, chúng ta dùng band này. Hoặc là chúng ta đánh mạnh tay này. Đấy, tự nó đã dùng band cho mình rồi. Thế vậy chúng ta phải dùng hết sức là tinh tế. Nhị này cũng thế. Cũng phải hết sức tinh tế, bởi vì cái bộ tiếng dân tộc, cái CML cài trên cái đàn này là đánh đều, chúng tôi đều làm nó là mấy tầng tiếng quý vị nhé, tức cái độ sâu. Và chỉ có những cái dòng đàn đời cao này nó mới thể hiện được cái đó. Tức là chúng ta đánh nhẹ thì nó sẽ kêu bình thường. Đánh mạnh này. Đấy là cái do cái phần hệ tiếng khi chúng tôi làm mà chúng tôi thu cả những cái luyến láy của nó thì nó mới sâu được như thế. Quý vị nhé, nghe nó rất là hay. Như vậy, trên đây Tuấn Lưu Organ vừa giới thiệu tới quý vị cách solo ca khúc Về Quê của nhạc sĩ Phó Đức Phương, một ca khúc rất là hay. Tôi không chơi từng nốt chi tiết bởi vì đã có bản nhạc, và tôi chỉ hướng dẫn quý vị cách chơi, cách phá bài giống như một người giảng viên hướng dẫn người chơi đàn để quý vị tự tập
Và cái quá trình quý vị tập đánh đi đánh lại, quý vị sẽ chơi được. Cái quan trọng là quý vị phải biết cách. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video bối tiếp theo của Tuấn Lưu Organ.